con về rồi hả? Chuyện sao rồi? Dạ ba. Ông về rồi hả? Tại sao bà lại làm vậy hả? Tôi có làm gì đâu. Bà sai thằng Cường lén lút làm hư ba tê, làm cho tiệm bánh mì tôi mang tiếng xấu. Tối hôm qua tôi cho bà cơ hội, vậy mà bà vẫn cố chấp. Thiệt tôi thất vọng vì bà quá. Sau này á, bà không được phép đụng vào công việc của tôi nữa nghe chưa? Ông tưởng là tôi muốn làm vậy lắm hay sao chứ? Tôi đã 5 lần 7 lượt khuyên ngăn ông rồi, nhưng mà ông vẫn cắm đầu vô cái tiệm bánh mì đó. Mà hết lần này tới lần khác ảnh hưởng tới chuyện gia đình rồi chuyện công ty nữa. Tôi làm tất cả mọi chuyện cũng vì muốn mọi điều yên ổn như trước đây thôi mà. Chào em, hôm trước anh có cho người tới đây sửa ổ cứng camera để khôi phục dữ liệu. Hôm nay anh tới anh lấy. Anh mời anh ngồi đi. Cường, còn đến đây để lấy dữ liệu trong ổ cứng camera ghi hình phải không? Bà chỉ nghi ngờ thôi chứ chưa khẳng định. Chính con là người trong camera bên kia đường ghi hình được, ba còn hy vọng nó không phải là con nữa kìa. Nhưng ba không ngờ. Có phải mẹ con sai con làm việc này không? Nè, con về rồi hả? Chuyện sao rồi? Dạ ba. Ông về rồi hả? Tại sao bà lại làm vậy hả? Tôi có làm gì đâu. Bà sai thằng Cường lén lút làm hư ba tê, làm cho tiệm bánh mì tôi mang tiếng xấu. Tối hôm qua tôi cho bà cơ hội, vậy mà bà vẫn cố chấp. Thiệt tôi thất vọng vì bà quá. Sau này á, bà không được phép đụng vào công việc của tôi nữa nghe chưa? Ông tưởng là tôi muốn làm vậy lắm hay sao chứ? Tôi đã 5 lần 7 lượt khuyên ngăn ông rồi, nhưng mà ông vẫn cắm đầu vô cái tiệm bánh mì đó. Mà hết lần này tới lần khác ảnh hưởng tới chuyện gia đình rồi chuyện công ty nữa. Tôi làm tất cả mọi chuyện cũng vì muốn mọi điều yên ổn như trước đây thôi mà. Bà muốn mọi chuyện yên ổn bằng cách là bà ngăn cản cái chuyện ước mơ của chồng bà hả? Đó là cái chuyện của người vợ phải làm vậy hay sao? Tôi biết trong nhà này nè, không có ai ủng hộ tôi hết á. Nhưng mà làm như vậy á là quá đáng. Một con nữa, ngoài mặt á thì nó ủng hộ ba, bên trong á thì nghe lời mẹ, làm ba cái chuyện xấu xa vậy đó. Ba, mẹ với lại chồng con á làm như vậy là cũng muốn tốt cho ba với lại tốt gia đình này thôi. Ba đừng có la chồng con với mẹ nữa. Muốn tốt cho ba hả? Tốt cho ba là tốt cái chỗ nào? Phá hoại niềm vui công sức của ba, ba gọi là tốt hả? Đừng bao giờ lấy lý do muốn tốt cho cái nhà này nữa. Đó chỉ là cái cớ thôi, cái cớ của mấy người thôi. Thấy không? Tự nhiên hai cha nội kia ngồi chần rần trong nhà mình vậy? Có gì đâu lạ. Thì lâu lâu Tùng qua ăn tối rồi ở chơi với bé Ken là chuyện bình thường mà. Cái chuyện đó tao không có nói. Nhưng mà tự nhiên sao ông nội kia cũng ngồi đây? Mà ông nói với mày là ông không có liên lạc nữa mà. Thì tại vì bé Ken cũng chơi siêu nhân với ổng. Có gì đâu, ổng chơi chút xíu ông về cản ổng đi. Ổng qua tao còn vui nữa lần khác. Mày thấy đi, mỗi lần ổng qua tụ lạnh đầy ắp rau củ quả trái cây lên lá hết trơn á. Không mấy mày kêu ông qua thường thường đi. Bớt bớt đi cô nương, tham ăn hút uống vừa vừa thôi. Mà cái ông này cũng ngộ ghê á, qua chơi chút xíu thôi về còn đòi ở lại ăn tối nữa. Mày mới kỳ á, trời ơi, người ta mua quá trời quà qua thì người ta ngồi ăn cơm chút xíu có sao đâu. Cùng lắm thêm cái chén đôi đũa, không mất mát gì đâu mà càm ràm. Biết rồi. Thì ổng ăn xong tao kêu ổng về luôn. Cần tao phụ vô không? Được rồi. Vậy tao vô tao kêu Ken nha. Rồi rồi. Ủa hả? Đây để Tùng bưng cho. Trời ơi mấy cái canh nóng này cũng kêu Tùng vô Tùng phụ cho. Cảm ơn Tùng nha. Anh cười gì vậy? Không có gì. Rồi ăn cơm thôi. Ngồi xuống ăn cơm nè con. Ngồi vô con.
Đúng rồi, ngồi đàng hoàng. Ăn cơm ngoan nè. Ai con thích nè. Cơm của mẹ Hà nấu là ngon số bột luôn. Kem cùng mẹ Nga mua là ngon thứ mấy nè? Dạ cũng là ngon nhất luôn. Giỏi. Trời ơi, biết nịnh luôn. Nịnh hơn chú Tùng luôn. Đó không phải là nịnh, đó là kỹ năng tuyệt vời của một thương gia tương lai. Trong thương trường, nếu như mình giao tiếp tốt, mình có thể mang về lợi ích kinh tế tốt cho đôi bên, và đặc biệt giữ được mối quan hệ cho những thương vụ tiếp theo. Ai tắt vừa mới like vô ấy, mọi người ơi. Cái đài gì mà nó phát xàm xàm vậy trời. Thôi, anh lo ăn đi. Nói lung tung gì vậy? Đây đâu phải là cuộc họp cổ đông của anh đâu. Thôi rồi, mọi người ăn đi nè. Ăn cơm. Thôi kệ ổng đi. Thôi ăn đi.